Ok, chào các bạn đang ngắm một chiếc bình gốm men rễ cây màu nâu, ở trên này có đắp chiếc lá bàng. Chiếc bình gốm cao khoảng tầm 27 cm, miệng 9 cm, thon dài và nhỏ xinh, cũng là một tác phẩm gốm độc bản. Một chiếc bình gốm thủ công đúc tay. Trên mình này các bạn cắm hoa sen, là cắm hoa hồng rất là xinh, cúc họa mi. Có thể những đường vân ở trên đây, vân gốm. Đây là phần tay cầm quai, phần đai. Xinh quá. Chúng ta sẽ cùng xem cái chiếc lá bàng ở trên này. Ok, cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Mời bạn ghé làng và ngắm những tác phẩm gốm độc bản, gốm thủ công.